Em đang mở điện thoại. Vậy bật máy tính lên. Lôm côm thật. Quân đã ăn được chưa đây? Vẽ được 4 trang rồi. 4 trang rồi kìa. Nhanh nhé. Share screen cho tôi. Share screen cho tôi, tiếng khó qua cả. Vâng, thầy đợi em tí em mở cái Figma này. Chỉ ngó qua góp ý thôi. Chứ bình thường mấy môn dự án này tôi chửi thì kinh lắm. Đợt này dạy online tôi mới hiền lành như này. Úi giời. Mạng em nó hơi kém. Figma. Vâng, vì em dùng Ubuntu cái XD không cài. À, ok, dùng Figma cũng được. Không được. Sao thế này? Mắc phẩm này à? Cứ chờ tí. Không. Không thì thầy xem cho em cái DB hôm qua em vẽ. Share cho tôi DB để tôi xem nào. Và share link thì nào. Thực ra thì xem DB thì phải xem cả với cái giao diện. À, vậy em gửi cả link cái website. Chứ còn nếu mà xem DB không thì chỉ biết là logic của nó thế nào thôi. Hiểu không? À, Figma tự nhiên. Ok, share link. Tôi share đi xem nào. Vừa link. Đây là của Sơn này, à Quân này. Vâng, của em này. Quân này. Có cả cái link ở trang web preview. Đấy, của em khác cơ, nội dung bên trong khác. Khác rồi này. Của em có cái slide show ấy, nhưng mà em đây á, vứt nó vào đâu? Nó hợp viết này sai bố rồi. Phải viết ngược lại không ạ? Thêm một vào đây. Đây này, hiểu chưa? Không phải đấy ạ. Ừ. Bởi vì bảng này nó là con của thằng này mà. Đúng không? Vâng. Thằng con thì phải có ID của thằng cha chứ. Thế nó mới đúng. Rồi. Cái trang web thì nó cũng gần tương tự cái trang web thằng Đài Nàn nên là nó thấy chả khác gì. Ok, được rồi. Đức Hoàng hay sao nhỉ? Hoàng ơi. Dạ. Tình hình như đâu rồi? Mấy hôm em ốm, chưa làm được gì nhỉ? Ốm á? Vâng. Corona à? Vất vả thế nhỉ? Đâu với vậy? Ốm không, corona chết à? Việt Đức. Thằng Đức rồi. Đó, phải biến mất à? Thì em xong rồi ạ. Đâu, chứ à? Đâu rồi nào? Share screen đi cu. Vâng. Em không thấy share screen đâu thầy ơi. Đấy nha, ông nhìn màn hình của tôi không? Có chữ Trần Hữu Thiện này, e-branding này. Cái người đấy có branding nào? Được chưa? Được chưa chứ ơi? Chưa ạ. Đây nhá, nhìn màn hình nhá, ở đây nó có một cái nút đúng không? Vâng. Em chọn bấm một cái nút đấy nó lên hai cái option đúng không? Vâng. Em chọn option phía trên. Vâng. Yeah. Nó bật ra cái một cái dialog ở đây đúng không? Rồi ạ.
Xong em kích vào giữa cái màn hình ấy, xong bấm nút share. Em share rồi. Đấy. Em share mấy lần rồi nhưng mà quên rồi. Đây rồi. Giao diện đâu cu? À, giao diện chưa làm xong à? Em định làm giống như cái giao diện nào? Để em so khớp cái database này. Xong đây thì em tải luôn luôn đi rồi. Em share tôi cái link, cái link của thằng Lucy Chat đi. Lucy Chat. Là cái đầu tiên đấy. Nhìn thấy cái nút share không? Nút share. Đấy, đây à? Đấy, đó đây. Đấy. Chọn vào đâu thế? Publish cái thứ hai. Cái này này, cái ở bên bên tay, ở bên trên tay 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 phải ấy. Có nhìn nút share không? Có đây. Cái màu cam cam này. Màu cam cam ấy. Đấy. Get shareable link. Cái link này. Đấy. Đấy. Copy link. Copy link. Ném vào phần chat ấy. Đừng đừng tắt đi nhé, để compare với lại cái giao diện. Còn tách viết sai chính tả này. Xem nó đi ông này. Từ từ đã, bình tĩnh. Tôi bao hour là cái gì? Ờ, đấy là về về cái khách sạn như vậy à? About us. ID name, description. Cái này thực ra không cần phải cái image này đâu nhá. Vâng. Bỏ cái này đi. Thì vào là đây content. Cái này không cần. Cái này bỏ đi. Cái about us nó có thể là đứng một mình, nó một kiểu, chứ không cần phải nối với thằng nào đâu nhé. Yeah. Em mở cái giao diện ra đi. About này. À, ở đây nó có một cái hình đúng không? Vâng. Avatar ấy. Cái này nó có chạy gì không hay nó chỉ có mỗi cái đấy thôi? Mỗi cái ảnh thôi à? À, đây là ảnh ông giám đốc rồi. Cái ảnh ông giám đốc khách sạn rồi. Thế vậy thì để lại cái ảnh được. Vâng. Ờ, cái ảnh này cũng được. Không cần phải nhập cũng được à. Lấy luôn từ ảnh public vào cũng được. Tất nhiên, nhưng mà em phải để giữ cái chỗ đấy để cho người ta cập nhật chứ. Vâng. Kéo xuống dưới xem nào. Our room. Rồi, để nguyên đấy. Our room. Rồi, ok. Kéo nữa xuống. Our service. Từ từ nha. Để compare xem nó vào đâu. Vâng. Service. Thì em có service này. Cái service này là service gì? Mà sao lại category lại có service như này hả? Để hỏi chứ. Cái danh mục à này. Danh mục thì liên quan đấy thì đến service. Tại vì anh có service đâu, tôi xem nào. Service à? Vâng. Ê, đúng rồi ông Thánh ơi. Đây nhá, giải thích ra này, em mở cái database của em ra đi. Chỉ cho. Rồi đây nhá. Cái phần service ấy, cái phần service, màn hình service của em đang hiển thị bây giờ ấy. Nó là đứng riêng một mình nó, chứ không cần phải nối này đâu nhá. Vâng. Nối vào nó chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi vì ở cái màn hình của em ấy, cái màn hình em đang mở bây giờ ấy. Em mở ra cái giao diện đi. Tại vì em thấy là nếu mà mình tạo liên kết vào chỗ phần kết đấy thì mình sâu ra thành một danh sách như cái phần home. Không phải đâu đấy nhá, em đang lăn tăn cái việc cái menu đúng không? Vâng. Cái menu đấy thì em để link tĩnh vào đấy.
Nó để ở cái chữ service này một cái thẻ A, link sang cái trang là service.pp chẳng hạn. Thì sang cái trang service.pp của em ấy, thì em sẽ select sound from cái bảng service. Thế là xong. Vâng. Thế rồi thì em sẽ lấy ra được ảnh này, ID này, tên của nó này, hiển thị ra ngoài này thôi. Vâng. Có gì đâu. Thầy còn cái phần này thầy. Còn phần này. Kéo lùi như thế nào? Phần này chỉ là phần hiển thị của cái phần khai dịch vụ thôi ạ. Bình tĩnh. Thì em có thể đặt một cái file xong rồi mình một ví dụ đây là 1 2 3 4 xong rồi hiển thị được hoàn toàn được không được ngang không được 1 2 3 4 đâu em. Vâng. Em hoàn toàn có thể để là cái cột là type service của em ấy. Vâng. Thì em đổi tên nó thành là show content chẳng hạn, show console chẳng hạn. Vâng. Này hả, giá trị của nó là coupon. Nếu mà thằng này em thích là chu ấy thì nó sẽ được hiển thị ở trong cái phần vừa rồi. Vâng. Được không? À, vâng, em hiểu ạ. Đấy. Tôi lại mở lại giao diện đi xem nào. Đéo nữa đi xem nào. Đây này, còn cái phần hashtag với cái phần phần gì gì dưới chân đấy, cái đấy thì em định lưu ở đâu? Cái này em không biết là gì luôn này. Cái này nó là khách hàng. Vâng. Tức là những cái công ty mà đã đang làm việc với mình ấy. Vâng. Em hiểu không? Đó. Ví dụ em đã từng tổ chức sự kiện cho Poly thì em để logo của Poly vào. Em từng tổ chức sự kiện cho công ty F-Shop thì em để logo của F-Shop vào. Vâng. Chưa? Thì vâng. Ở phần này em phải có bảng để quản lý. Ví dụ như em sẽ để một cái đây, tôi tạo ra một cái nữa đây. Yeah, đây là cái gì nhỉ? Đây gọi là cái gì nhỉ? Customer. Không biết đặt tên cái này là cái phần gì nhỉ? À, chờ tí thì tôi nghĩ tên nhé. Đây, footer. Thật là footer. Customer. Ví dụ thế, thì em sẽ có một cột là ID này. Một cột là name này, một cột nữa là img này, đúng chưa? Sau một cột nữa em thích thì em để đây là customer web url thế này, có được không? Có. Thì nhá, thì em sẽ thêm dữ liệu vào trong này rồi. Xong rồi ở cái phần footer ấy, thì em select sound from footer customer ra. Vâng. Có bao nhiêu cái em hiển thị bằng đấy cả ở dưới chân thế là xong. Vâng. Hợp lý đúng không? Rồi kéo dưới nữa ra tiếp bên dưới đây thì cứ mở cái giao diện ra thì mới biết là mình đang làm đến đâu ấy. Nhớ xuống đây. Rồi sang trang khác đi. Trang phòng hay phòng gốc gì đấy. Phòng chị biết phòng booking như này, đây là đặt phòng vào phòng này ở một phòng đó. Bấm vào chi tiết một phòng này. Nó không sâu ra đâu ạ, nó không có thông tin chi tiết phòng à? Vâng, cái thông tin chi tiết này thì mình có thể không cần bảng cũng được rồi à? Đây không cần bảng, cái này lưu kiểu gì? Nó là cái root type gì? Vâng, đúng rồi. Ok, em bấm vào cái tên phòng nha. Dạ. Bấm vào cái tên họ, bấm cái ảnh, không bấm vào cái book. Không được ạ. À. Không được luôn à? Vâng. Ô dị nhỉ. Chắc là phải có chứ, bấm vào chọn element ở trên trên đường dẫn đây nè. Tôi nghĩ nó đấy. Phải có nhỉ. Từ bình tĩnh. Không. Menu page rồi nè. Menu page à? Hết hết. Cái phần này là phần booking rồi đấy ạ.
Room đây nào. Room cuối cùng á. À nó chính là cái phần này. Ok. Nhưng mà cái room em vẫn phải có bảng chứ, sao lại bảo không có bảng được? Em để là chỗ khai để đây ạ. Ok được. Được nghe được nha. Vâng. Tiếp đi. Booking đây. Ở booking. Đây đây thông tin phòng rồi đi. Đây thông tin bước 1 đây. Đó. Bước 1 chính là thông tin phòng này. Vâng. Rồi sang bước 2 xem nào. Đây là người dùng khách hàng này. Vâng. Rồi tiếp đi. Bước 3 là thông tin thẻ, cái này em bỏ đi nhé. Vâng. Cái này không cần đâu. Em sẽ đến bước 3 là bước booking done luôn. Được rồi, ok để tôi xem cái DB của em thiết kế được chưa. Đầu tiên đi chọn booking room thì em phải tạo ra luôn một cái booking room ở trong này này. Cái personal info đấy, cái bảng đấy. Vâng, đây. Em tạo ra, tại sao lại tách riêng ra làm gì? Personal info cơ mà. Sao không nhét luôn toàn bộ thông số đấy vào trong cái bảng booking? Vâng, thì cũng được. Có được không? Có. Được cái gì? Ok, em xóa cái bảng pay info đi. Mình sẽ không làm thanh toán ở đây. Vâng. Khóa cột pay info đi luôn. Khóa cột pay info ở trong booking room. Rồi. Mình nhớ là nhét cái person info vào trong cái bảng booking room nhá. Vâng ạ. Làm tí làm. Vâng. Room file ok. Trạng thái ok. Cái bảng booking done này làm gì cu? Cái bảng bảng chỗ này ạ. Bảng dưới ấy. Cái bảng booking done đấy, cái bảng này này. Là để thống kê lại đấy, kiểu tạo một cái bảng để xem thông tin đã đặt chẳng hạn đấy. Ừ. Thế vậy thực ra ở trong cái bảng booking room của em đã có cái cột là status rồi đúng không? Vâng. Thế em cần cái này làm gì nữa? Vâng. Đó đi nhá. Vâng. Xóa cái dòng đấy, xóa ở đâu đấy? Nhìn màn hình của tôi đang em bấm vào một cái nhá, xong rồi nó có một cái sổ xuống này, nó có cái nút delete ở trên đấy. Vâng. Gallery đặt tên sai. Room time em nối ngược rồi nhá. Room, một room có nhiều gan nhiều ảnh đúng không? Vâng. Thế vậy thì em phải nối từ đây sang đây chứ. User này cũng phải là số nhiều này. Role là số nhiều này. Đấy, vậy. Cái booking room này là update thực bài. Rồi cho tôi xem cái trang chủ của em đi. Trang chủ. Ấy à, từ từ. Chờ tí nha. Cái phần em nhìn thấy cái book room không? Book a room. Nó có cái phần ở down và children đấy. Đây à? Đấy, số người lớn đấy.
Nãy em định làm một cái bảng nhưng mà quên. Em một cột vào trong cái booking room. Vâng vâng. Đây. À, sao không sửa được nhỉ? Đấy. Rồi, tiếp tục đi. Đeo ra. Nghĩa ra. Hết rồi thế ạ. Outstart. Đây, 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 cái đồng Outstart này như nào đây? Em có tạo một bảng này. Bảng nào nhỉ? Trên đây ạ. À, ok. Ok, ok. Quay lại giao diện này. Đây, 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 đây. Kéo lên, kéo lên. Cái Louis Smith này thì làm nào? Em không hiểu đây là cái gì đấy. Đây là những cái feedback của khách hàng đã từng ở khách sạn của em, người ta feedback lại ấy. Vâng. Ví dụ khen, chê các thứ kiểu thì người ta đưa lên đây. Em làm nha, em lưu vào đâu? Có giống phần của thầy ạ? Ừ, của tôi nó có cái phần đấy đấy. Vâng, em copy lại cái đấy cũng được. Vâng. Còn cái này ok rồi. Đây là em, đây là em chưa hiểu cách tạo gì. Phần phần này có cái phần gallery này là của dữ tất liệu cả lưu biểu gì gì. Vâng, đây nha, em mở cái DB ra đi, mở cái database ra. Em nhìn thấy web setting đang link đến một bảng. Em xóa mất cái bảng này rồi à? Không ạ. Trong màn hình của tôi này. Có muốn link đến mỗi bảng category rồi. Không, còn nữa. Từ từ nha. Đây, như vậy nếu không có thì tạo ra. Như đây tôi để làm website gallery. Được chưa? Ông ID này. Đây là img dưới url, được chưa? Vâng. Đây nữa là cái em bấm vào một cái ảnh xem nó bật, nó có bật ra content nhỉ? Nó chỉ bật cái ảnh lên thôi. Không, không bấm vào chi tiết được à? Vâng. Em bấm vào cái gallery ở trên menu á. Nó chỉ là phần ảnh thôi ạ. À? Đây 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 đây. Rồi để xem nào, cứ để xem đã. Hover xem có tên đấy, có text đúng không? Vâng. Rồi ok. Thế vậy thì ở trong DB mình phải lưu cái đấy. Img text. Đấy xong. Được chưa? Tôi có tạo một bảng mới ở trong cái DB của em đây, website gallery này. Vâng. Đấy thì khi mà em hiển thị ra ấy, khi em hiển thị ra thì em select sao from website gallery để ra được rồi. Vâng. Xong. Tiếp tục đi. Về trang chủ ấy. Our news. Kéo dưới. Đấy, cái new này như nào? Cái new này em chưa tạo à? Em thấy nhiều quá rồi em chưa tạo à? Ê, bỏ nó đi nhá. Vâng. Khi ra giao diện em phải bỏ cái phần này đi. Vâng ạ. Ok, kéo xuống đây. Ok, cái phần này thì bỏ qua. Vâng. Thế là xong. Đó. Rồi đấy. Đấy là DB của em là tạm tạm xong. Vâng. Thì bây giờ bắt đầu code thôi. Code cái này chắc mất tuần đấy rồi ạ. Tuần đấy. Code cái gì? Cái giao diện đấy. À, hay cái DB. Cái... làm xong cái này luôn, cả cái dự án này luôn. Ui, có một tuần đấy. Ông làm cũng giỏi đấy. Tôi tưởng ông bảo phải làm mất một tháng, tôi còn tạm tạm tin như khổ làm một tuần thì. Nghi ngờ. Giao diện sẵn rồi mà thầy. Đấy rồi xem, làm đi. Ông mà làm một tuần xong tôi cộng cho ông 2 điểm vào bài thi luôn. Vâng ạ. Đây là ông nhá, thôi không? Với tuần sau em nộp nhá thầy, cộng được. 2 điểm này. Xong là phần quản trị nhá. Vâng, được. Được, ok. Trời.
Rồi ok, người khác đi. Tại sao em rồi. Kinh thật thầy cốt này trong một tuần. Tự cốt đấy nhá, không phải mượn của ai đâu. Vâng, được ạ. Mà em ám chừng thế thôi rồi. Ông có mất gì đâu, ông làm xong được cộng 2 điểm mà. Chứ ông có mất gì đâu, không làm xong ông có mất gì đâu. Vâng. Đây là của thằng nào đây nhỉ? Tự biên à? Quá. Wow. Đâu, giao diện đâu cu? À. Gửi cho tôi cái link của cái giao diện này luôn. Vâng. Có tải được cái team được không đấy? Có, ta link ngay tải được này. Tải được cái gì? Ok. Vâng. Ghê nhà đẹp nhỉ. Rồi xem màn hình của tôi nhá. Vâng. Tôi review cho nhanh. Để xem qua một lượt đấy nhá. Vâng. Thả mày đi em. Bắt cái grab. Lâu thế nhở? Trang này có chỉ của ảnh không thật? Hả? Cái trang thấy đang loan nó chỉ của ảnh thôi. Sao lâu? Rồi, đây xem này. Đây cái này nó có cả các cái dịch vụ của nó trong này luôn này này. Đây là cái chi tiết phòng mà. Sao ảnh ở dưới một đằng, ảnh ở trên một nẻo vậy nhỉ? Em sợ. Rồi ok. Cái trang booking đâu nhỉ? Thay vào cái bed à? Bed đấy, có cái cách booking cả đấy. Kinh, book một lúc mẹ tận mấy phòng như này cả. À, hình như thay vào cái gì nhỉ? Em xem nào. Con mèo này có động được à? Check out rồi. Nó lại book ở cái trang check out rồi. Rồi để anh coi này. Rồi, hiểu rồi. Xem qua cái DB nào. Ở đây làm gì có trang, ở đây contact này. Cái
cái tin tức nó không có category, em làm luôn, lưu luôn thầy này. Nhưng mà cái này nó sẽ đưa vào đâu? Sẽ có một trang tin tức riêng à? Vâng, nhưng mà nó lại không có cái loại tin tức, nó chỉ có một trang, chỉ toàn tin là tin thôi. Không cần nữa, không cần tin tức nữa, à, à. Không cần tin mục nữa. Vâng, em bỏ luôn cái category rồi. Từ nhá, tôi thấy sai sai ở đây rồi này. Sai sai ở chỗ này rồi này. Bởi vì nhà em để ý này, tất cả các key, em nhìn thấy không, tất cả các key. Vâng, vâng. Thì không bao giờ người ta để là cái ba tạp này lên cả. À, cái này em đánh ngược. Ngược đúng không? Vâng, vâng. Đấy nhé. Này còn sai, comment này còn sai rồi này. Cái này em phải có thêm một cột nữa vào đây. Là cái comment này cho bài viết nào. Đấy, sau cái này chuyển xuống cho cái này. Nó mới đúng. Cái dòng thứ hai của em cũng có live ID mà thầy. Đâu? À đây. Có bị quên mất. Author ID ok. Đây cái này sai. Cái này là reply, để nếu nối từ user ra thì phải là reply by. À vâng. Tức là người nào là người reply ấy. Vâng. Mẹ ngược dấu rồi. Đây cái này sai. Ngược dấu hết rồi. Rồi để xem nhé. Web setting thì em có cái gì? Name, startup, logo, email, phone number, address, map, URL. Background. Cái background này là cái gì đây? Mấy cái ảnh ở trang home đấy thầy. Home. À đây là cái slide. Này. Đây á? Vâng. Đây là slide của ông Thánh. Ok. Đây như, em có nhìn ra slide không? Vâng. Nó mỗi một cái slide là còn có text riêng này. Mà. Nhìn đi chưa? Được. Thế vậy thì em để ảnh vào đây là không đúng rồi. Mà. Em phải có bảng nữa. Một cái bảng nữa là mình để nó là cái loại là gallery. Đây là home gallery. Đấy, gồm ID này. Name cho nó này. Xong đây là IMG URL này. Đúng chưa? URL này. Xong rồi tiếp theo là đến lên text này. Text to ở giữa. Đây là cái này này. Đấy. Xong rồi còn có text nhỏ hơn này. Đúng chưa? Small text chẳng hạn. Như thế. Không còn cái gì nữa. Đây, small này bấm này vào là vào đâu thì em phải config cái đường dẫn ra. Đúng không? Đúng chưa? Vâng. Link URL. Đấy, xong một khóa cái này đi. Created as ok. Xong mình sẽ nối cái này, à, còn cái là cái này web setting cho cái nào. Bán thẳng tên đó. Để nguyên này được. Rồi. Home. Cái này sao? Cái này em lưu ở đâu? À, có em có bảng service đi thầy. Đây mà là service à? Ngoài. Đây service này thì đây cũng không phải là service nha ông Thánh nhá. Không à. Cái đoạn này là em lưu ở đâu? Thế thì đoạn này em hiểu sai rồi. Không chưa cái đoạn này. À cái đấy đâu? Cái này là cái giới thiệu. Vâng. Đúng không? À, thì, có một cái trang
Tetomino đây này, nó có phải trong riêng đấy hả? Vâng, còn nó có một trong riêng đấy. Đấy à? Vâng, có phải đấy không vậy? Tetomino này nó là cái khác nhỉ? Đây là cái nhận xét của khách hàng mà. Ở đây sao em thấy nó ghi là CCO với cả founder thì em cứ tưởng là của cái của. Ai cái đó? Đây là một bà nhé, bà này bà ở đây, bà ấy là CEO và founder của cái công ty này, bà đã từng ở khách sạn này. À. Bà để lại cái nhận xét. Vâng. Em lại cứ tưởng là của khách sạn này nó nói là em để chức vụ này. Thế vậy thì em phải có một cái lại có một cái bảng riêng. Lại có một cái bảng riêng để lưu trữ được cái đống này, hoặc là em phải đưa nó vào trong web setting này. Ví dụ như em để đây nó là một cái cột nữa. Đây. Đây là intro. Intro div. Hoặc là CEO intro div. Được chưa? Được. Kiểu dữ liệu của nó là text nhá, đặc biệt cái này bắt buộc phải là text. Để cho người ta còn viết được dài như này. Được chưa? Ví dụ như em chỉ cần quan tâm đến cái nội dung ở giữa đây thôi. Còn thằng trên đầu này thì mình có thể hát code được. Được chưa? Đấy, lưu ý. Còn cái bảng Tetomino kia em chuyển thì feedback đúng không thầy? Không, em để đấy cũng được. Đúng tên của nó phải là Testimonial đấy. Vâng. Em đặt đúng tên nữa. Tiếp theo cái tôi không nhìn thấy cái map nào ở trong này nhé. Ở trong con chạy có đây này. Có cứt. À đây. Đâu, map đâu? À đây. Được rồi, ok. Thế vậy để URL web map đấy cũng được. Mày biết cái gì đấy không biết. Liberation. Ui dồi. Cái gì đấy? Open Sen. Đâu nhỉ? Thế đây. Cái gì đấy cậu? ID name avatar content for season, ok. Room type. Để xem cái home này nó trả về cái gì nhé. Đây là tên loại phòng này, đây là mô tả này. Đây là chi tiết phòng này, có giá này. Gallery ảnh này, có cái service này. Đúng không? Ok, để xem nào. Em có định làm cái phần này không? Check available này. Ừ, check available. Check available. Em có định làm cái trang này không? Em cho em bỏ đi, làm booking rồi thế. Nếu mà làm cái check này có phải là một bảng riêng không thầy? Không. Làm cái check này thì em check trên cái bảng room size. Nhưng mà trong này nó cái đoạn em để đoạn check thì nó có around và cái children. Thì như vậy thì em phải lưu cả thông tin yêu cầu là mỗi phòng nào được để tối đa là bao nhiêu người lớn, bao nhiêu trẻ con thì người ta mới search được, em hiểu không? Nhưng mà thôi bỏ cái trang đi, không cần đâu. Em bỏ. Cái room type này là cái gì cô? Có phải là cái này không? Vâng, loại phòng mà thế sao em lấy nhầm, đây phải ID room. Tay nó xuống. Được rồi nhá. Mà. Được rồi. Buổi tới chúng ta học là ngày nào nhỉ? Thứ hai à? Chủ nhật luôn ạ. Chủ nhật luôn, ngày mai luôn á? Vâng. Các bà. Vâng, cái này thầy.
thì cao ba gì nữa, để xem nào. Ờ đúng rồi, đây cao ba đây. Ok, thế vậy thì cứ làm đi. Cái phần thiết kế để từ từ cũng được nhá, các em tập trung vào làm, bắt đầu code luôn đi, để sai đâu thì còn 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 chữa hộ luôn nha. Vâng vâng ok, được hai đứa rồi. Em bảo này, còn ai nữa không? Còn thanh niên nào nữa không nhỉ? Minh Tiến Dũng à? Dũng rồi, Dũng ơi biến mất đã luôn. Thằng Nguyễn Huy Hoàng hôm nay không online à? Nào các bạn khác chuẩn bị ra để tôi check qua cái DB với lại cái giao diện các bạn lựa chọn xem nó như nào nào. Lê Trung Dũng left meeting luôn. Bình, cái gì đây? Bình VN, Vũ Ngọc Bình. Rồi mày online thì mày share cái thiết kế DB với lại cái giao diện lựa chọn như thế nào. Chưa làm thì đến bao giờ mới làm ở Bình? À, thấy đợt này tôi hiền quá lại định lười à? Hả? À? Dạ vâng, cái gì? Share màn hình như thế nào? Em chưa làm được ạ. Chưa làm thì mở ra tôi chỉ cho mà làm. Ừ, em chưa biết làm cái gì. Thế mày có xe không? Để hôm khác thì phải. Không, hôm nay phải là hôm nay, không có hôm khác gì cả. Nghe nghe. Chưa làm được cái gì đâu. Chưa làm được cái gì cả. Thế mày có xe không? Xe lên để chỉnh cho. Nhanh lên nào. Em còn chưa cài được cái lô xia gần cái gì nữa kìa. Mở lên xem nào. Biết gì chưa nói xong nó cái xong rồi như nào nhỉ? Bây giờ mở như thế này. Che màn hình lên. Đây ạ. Được chưa này? Chưa, đã nhìn thấy gì đâu. Đấy, thấy rồi. Đã bấm vào gì? Mở tab mới ra. Đấy ạ. Mở cái teamforest.net. Đây, trang này này. Đâu ạ? Đấy. Đấy, chọn cái HTML kìa. HTML. Dạ. Đấy, kích vào đấy. Search đi, search cái hotel. Rồi enter tìm đi. Chọn lấy một cái một cái theme nào mà mình thích. Đây là gì đấy? Đấy, kích vào đấy cũng được. Chọn vào live preview. Rồi tắt cái dấu x ở trên đầu cái đi kìa, cái dấu x ấy. Đây ạ. Không, ở trên đấy, đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Rồi copy cái đường dẫn đi. Copy cái link này ạ. Đúng rồi, xong rồi mở tab mới ra. Viết là ht track. Ht T. À, đây thì tôi viết ở phần chat nhé. Đây, cái dưới ấy. Đấy, search cái đấy đi. Rồi, em tải rồi. Tải rồi đi. Vâng, vậy thì bỏ nó để cho ông ra đi. Cài chưa? Đây, cái này ạ. Vẫn còn đang võ lâm cái gì đấy đúng không? Mở ra.
Game gục gì tầm này, next đi. Volume được hả? Next đi, next đi. Ủa? Mở HT track cơ mà. Next đi. Đặt tên project đi, ví dụ dự án 1 chẳng hạn. Không cần viết có dấu đâu. Rồi, next. Paste cái link vừa copy vào. Đấy đúng không? Rồi, next đi. Finish đi. Rồi, giờ ngồi chờ nó tải. Vào lucidchat.com đi. Lucidchat. T-I-D. T-I-D. C-I-D. Rồi, chat. C-H-A-R-T. Đây từ bạn, đấy, ở dưới đấy. Đấy, đây đúng không? Có mà. Enter vào. Không. Click vào đi. Đi vào đi, vào đi. Chọn login luôn nhá. Login là chứ nào? Nó đang chưa hiển thị được. Một trong hai cái nút đang trắng trắng. Đấy, login đi. Rồi, đăng nhập bằng Google. Đăng nhập bằng cái tài khoản A+FPT ấy. Rồi rồi. Kích ra ngoài đi. Nó mất đi. Không được. Chọn Education đi, Education. Steven. Rồi, kích bừa vào cả đây. Rồi ok. Xong rồi chọn rồi tắt đi, tắt đây đi. Chọn document đi. Kích vào document đi. Rồi search R E R D. Rồi, kích vào GRD đầu tiên. Chọn cái hình thứ hai. Rồi, đúng rồi. Kích vào đấy. Create document. Rồi. Kéo, kéo, xóa hết mấy cái hình kia đi. Tắt cái này đi. Xóa hết mấy cái hình ở trên này đúng không? Tiếp vẫn còn tích ở trên kìa. Rồi, cái bên cạnh này nữa, cái learn about this template ấy. Thấy gì nữa đâu thầy? Cái bên cạnh nghe. Đấy, kích vào đây. Rồi, ok. Bây giờ nha. Vào, ông mở tab mới đi, vào cái Google Classroom. Classroom.google.com. Đấy, thằng này còn chưa xem vào lớp cơ mà. Quay đào. Quay đáng. Xem vào lớp nào luôn. Ở đâu à? Đấy nhìn đấy, kéo nhìn đấy, đấy, đấy cái DB Hotel kìa. Vẽ lại toàn bộ cái đống này cho tôi. Ở trong cái Lucy chat kia. Vâng. Làm luôn nha, tí nữa tôi sẽ kiểm tra lại đấy. Vâng. Ok. Gọi kia chạy để làm nào rồi. Nó tải xong rồi này. Finish đi. Next. Này. Tắt đi, tắt đi, tắt đi. Tắt HT Track đi. Tắt. Tắt rồi đây. Đấy rồi. Mở cái phần quản lý file ra. My Computer. My Computer.
Rồi, màu C ra. My website. Nhìn đến cái My website đấy, mở ra, mở cái dự án 1 ra. Ừ, mở cái sao đây không có nhỉ? preview.htm cái gì .com anh kìa. Cái thứ ba HTML. Gian T đi, cứ mở ra. À, từ ra nha. Intro. Index này nào. Ủa sao lại chỉ có mỗi mấy cái này nhỉ? Tắt đi, tắt đi. Mở lại cái này. Mở lại cái file index này. Đứng cảnh sang trang này. Đứng ở đâu ấy? Em cứ chuột trái thôi. Vậy thì phải tải lại rồi. Vào lại cái hotel HTML template cái tab thứ ba. Đấy xong kéo xuống. Chọn cái đầu tiên ấy. Vậy à? Default homepage ấy. Default. Kéo lên. Cái đầu tiên ấy, cái ảnh đầu tiên ấy, đấy. Đấy, copy cái đường dẫn này xong HT track lại đi. Rồi, ngồi vẽ cái Lucy chart cái đi. Vâng. Làm luôn đi nhá. Vâng. Rồi. Thế nào? Đặng Ngọc Ánh đâu à? Ơ, đâu rồi? Không thằng nào thừa thớt gì luôn. Nghe thật. Có thế ông có điểm danh. Cái kia là Epson luôn. EAP này. Điểm danh bất chợt lúc nào luôn. Bình ok này. Bình. Vũ Ngọc Bình ok. À, Chu Văn Thiết đâu nhỉ? Thiết đâu? Em đây ạ. Đến đâu rồi cu? Em mới chọn được team này ạ. Chiều nay em làm đâu vậy đi cả. Share screen đi xem chọn team nào. Đây ạ. Lưu hai thằng này. Thấy nhìn không đấy? Chưa, đã nhìn thấy gì đâu. Được chưa thầy? Rồi. Để. Từ từ bình tĩnh như nào. Em mở ông chủ. Kéo xuống. Kéo xuống. Ui cái này nhiều đấy. Nhiều ạ. Tất nhiên là nhiều thì nó đẹp thì cứ làm thôi. Ở đây nó có cả food đây này. Food thì bỏ qua thôi ạ. À. Thì chỉ chỗ như bài viết thế nào ấy. Chắc đây chỉ bài viết. Bấm vào nó ra cái gì? Không có, hết. Vâng. Kéo lên chưa? Có cái đoạn đống đấy, đống đồ ăn. Đống đồ ăn là gì đấy? Đây kiểu đó. Như phòng như thế. Đống phòng offer. Kéo phòng lại có đồ ăn này. Kiểu như ủa. Chắc dịch vụ thêm ấy thầy, survive ấy. Làm DB cho cái này chưa? Dạ em chưa. Làm luôn nhá. Dạ vâng. Tí nữa có gì đến cuối giờ tôi review cho. Dạ vâng. Ok. Nạn nhân tiếp theo Đặng Ngọc Ánh. Nhất quyết không có đây à? Rồi.
Sinh viên Việt Đức. Đâu rồi? Đợt, xem đi xem nào. Xem tiến độ đến đâu rồi. Em chưa làm database. Đợt trước em chọn chọn cái team nhưng mà bây giờ em chọn team khác nên đâm ra là mất thời gian quá. Em chưa đâu, team khác là team này. Tôi xem cái team khác à. Đây, đợi em xem. Ừ. Học ké à? Đuổi thằng cổ ra phải lớp luôn. Học ké này. Học ké, một thằng học ké. Đây là từ kia em chọn cái team này thì đâu có nhìn tên mẹ gì đâu. Nó ra gì? Có cái gì đâu. Đây là em xem lại. Tinh viết Việt Đức này. Có nhìn thấy gì đâu. Không thấy rồi. Mà thấy rồi. Đợt trước em làm cái team này em vẽ xong rồi nhưng mà đâu lại không nhìn thấy gì nữa rồi. À đây rồi, thấy rồi. Đây. Trước cái team cũ em đã xong rồi nhưng mà nhưng mà em chọn team mới nhìn nó xấu quá, chọn team mới. Đẹp đấy chứ. Vâng. Đấy team cũ của em Cái dẹp mẹ đi cái team cũ nhìn xấu vãi. Cái này em vẽ xong nhưng mà nhanh. Mất thời gian. Kéo xuống hay nào. Nó chẳng khác với sao mà đúng là mất tiền nó phải có khác chứ. Em bỏ đi mấy cái này em bỏ. Ừ, tất nhiên cái nào mình không dùng thì mình bỏ đi thôi. Này em chọn một loại thôi. À được. Ok nha. Vâng. Trên cái phần thanh toán nào. Đặt phòng với thanh toán. Đây. Ây da. Cái này khó rồi. Cái này không dễ đâu nha. Cái này không dễ đâu. Xem kỹ đi. Hoặc là em phải tìm cách bỏ cái phần lịch liếc đấy đi. Vâng. Mình không gì không. phải đưa những cái thứ khó như này vào đây làm gì cho vất vả ra. Không em tìm cái nào dễ em vứt vào cái này cũng được. Ừ ok. Tiếp đi xong bước 2 thế nào. Cái gì là phải bước 2 bước gì? Bước 2 của phần này này. Check available đi, click vào check available ở dưới kìa. Cho nó đi đâu. Đây bước 2 đi. Đây, xong chọn vào book room. Cái này không được. Cái này. Bước 3. Đâu? Sao không lấy? Select room. Cái này em phải sửa lại cái phần reservation của nó rồi. Vâng. Chứ như này khó dùng lắm. Vâng. Nhá. Vâng. Em xét lại. Cắt được phần nào thì cắt. Mình dùng hết này nó vất vả cho mình ra. Kể cả cái thiết kế lẫn cái việc làm. Vâng. Rồi ok. Vâng. Em tìm cái trang nào đặt phòng dễ em. Rồi. Nạn nhân tiếp theo Đỗ Hồng Sơn này. Đỗ Hồng Sơn là nãy trao đổi chứ nhỉ? Chưa. Em chưa là chưa đang làm database rồi ạ. À? Đâu xem nào. Em đang có K3 nhá. Em đang làm thôi mà. Share đi xem nào, xem làm đến đâu rồi. Mới viết rồi ạ. Tóm lại là mày có share không? Nhanh lên để còn đánh option. Đây. À được chưa thầy? Rồi thì đang viết rồi đấy thầy. Em đợi đâu. Từ từ đến xem nào. Gân cổ lên cái làm gì nhỉ? Thầy xem cái team này nữa là thầy. Tải team chưa? À, em đăng tải rồi ạ. Đâu? Không biết nữa. Không mẹ ơi. Remove frame đi à. Bỏ nó đi. Kích vào remove frame ấy. Trên cùng tay phải. Rồi. Okay. Tải cái này về chưa?
đang em đào đang đào có biết được chưa? Chắc là chưa được, chưa đào rồi ạ. Ổ C. Em chưa đào. Ổ C, mở ổ C ra. My website. Còn my website đi. Dự án 1. Các bạn cái gì kia kìa? Item. Ui giời. Ông tải Team Fortress về thì làm cái gì? Đâu à? Ông bấm vào cái tab bên cạnh ấy đi. Cái tab bên cạnh ấy. Cái tab Colina kìa. Đấy à? Tab trên trình duyệt cơ mà không hiểu tab là gì. Copy đường dẫn đi. Cái này rồi. Cái này rồi. Cái đi mất frame rồi ấy. Rồi, copy đường dẫn đi. Mở cái thư mục ra. Thư mục cái này. Thư mục này hả? Ừ, xóa cái thư mục dự án 1 đi. Vâng, đây. Rồi, vào HT Track đi. Đây ạ. Đấy, viết lại dự án 1 rồi đấy. Rồi, next. Page đường dẫn nào, tải lại đi. Hay buồn. Rồi yêu cầu trong buổi này hoặc buổi sau tất cả chúng ta ai cũng phải đưa cho tôi để tôi review cái database với cái giao diện nhá. Được chưa? Vâng. Rồi ok. Bạn này tên là Đỗ Hồng Sơn. Vâng ạ. Rồi ok. Để em dừng. Dừng đi. Đỗ Hồng Sơn rồi này, Nông Tiến Dũng, hình như thằng này làm gì có trong lớp này nhỉ? À đây có, Nông Tiến Dũng có online không? Không online này, các chú ok rồi này. Lê Thế Hùng, đâu rồi? Không có à? Nguyễn Mạnh Trường đâu rồi? Hùng Lê Thế chat gì đây? Xem màn hình đi Hùng ơi. Đâu rồi? Share đi, ô hay. Tải cũng phải share lên đây. Có cái gì mà phải giấu rốt. Đâu xem chọn team nào. Hotel booking. Đến xe nào. Ông đang làm gì ấy? Bật vào cái tab bên cạnh cho xem nào. Team này là team đang tải đúng không? Đấy rồi. Mở cái thư mục thứ hai ra. Sai. Houston mở ra. Ô hay. Bật đi nào. Tìm trong index mà bật. Kéo xuống đây nào. Quả sao cái này giống của thằng nào nãy nhỉ? Ok, tôi chấp nhận cho các ông giao diện giống nhau. Nhưng mà chắc chắn là code sẽ khác nhau. Đến lúc tôi kiểm tra, tôi chấm bài thì kiểu gì cũng phải ngó cái đống code này. Rồi tải team rồi thì bây giờ làm DB chưa? Nãy có thằng nào giống thằng này nhỉ? Nãy có bạn nào giống Lê Thế Hùng nhỉ? Thiết. Thiết à? Thế vậy Thiết với lại Hùng cùng làm database nhá.
hoặc là làm xong trước rồi cho nó share, cho nó dùng chung những cái database đấy với, được không Hỏa Thiết này? Được. Nhá đấy, tạo điều kiện cho mà gồng gánh nhau mà qua môn đấy, nhưng mà chỉ đến đây thôi, chứ còn đến khi mà cốt thì cốt thằng nào thằng ấy lo, chứ tôi mà thấy mà cốt giống nhau nữa thì tôi cho cả hai thằng tạch môn đấy. Được rồi, ok, tiếp với lại Hùng làm việc với nhau nhé. Nguyễn Mạnh Trường. Mạnh Trường đâu rồi? Biến mất luôn mà. Tắt tiếp. Mạnh Trường đâu rồi? Không có luôn này. Trần Minh Hiếu. Đây ạ. Share screen em mới chọn được thêm nữa. Rồi, mở ra để tôi share screen để tôi xem làm đang đúng hay là đang sai. Cái gì đây? Tải được chưa? Tải được cái này về chưa? Đây. Team của Việt Nam luôn à? Vâng. Đi sang kia nhỉ. Nhưng mà xấu thế. Đây là ngoài. WordPress này. WordPress này. WordPress này thì mày làm đến Tết rồi em. À Hồ Hà Hiếu. À thế ạ. Ừ. Tải cái khác đi. Từ đây đến chung nhá, để xem dần lần lượt từng các từng bạn một. Vào Team Forest. Team Forest này tôi chat rồi đây. TF đấy, Team Forest. Đúng rồi. Vào HTML. Mẹ lại còn dịch tiếng Việt. Tắt dịch tiếng Việt đi. Rồi vào HTML. Kích vào đấy, kích vào HTML đấy. Rồi search đi. Search đi. Search cơ mà, cô có nhìn thấy ô search bên cạnh kia không? Đây ạ. Đấy, xong search chữ hotel. Rồi. Đấy, vào chọn bừa lên một cái. Vào preview đi xem nào. Live preview. Kéo xuống đây nào. Đấy, chọn cái homepage 1 đi nào. Được. Copy cái link này dùng HTTP track tải về xem có tải được không. Copy đường dẫn đi. Rồi mở HTTP track ra. Cái HTTP track chưa? Chưa đây, phải máy này em cho tải. Tải đi, tải luôn. Để cho tôi nhìn thấy đi. Còn đã chua. Tôi thấy một canh đấy.
Máy ông hình như là 64 bit hay sao ấy. Vâng. Thì tải cái bản HD Track 64x64 kìa. Tải về rồi thì cái đâu rồi? Đây. Mở lên thế nào? Hình như là ông share mỗi cái màn hình Win này này ra chứ có đâu có share toàn bộ màn hình đâu. Chắc là bị ạ. Đây. Đấy, tạo dự án mới. Project name kìa. Dự án 1. Rồi. Next. Về cái đường dẫn nào. Rồi. Next finish đi. Gì đây? Không biết em sẽ không đải được. Để kiếm cái khác này. Kiếm cái tầm cái khác này. Lấy hai từ mà bắt tay vào team forest chọn cái team khác. Vâng. Đấy đang chỉ như này còn còn đang chưa làm được đến đâu ấy. Nhưng mà cứ giấu, giấu làm cái gì không biết. Chọn remote frame đi nào. Cái nút ở bên trên phía trên bên bên tay phải ấy. Chọn remove frame đấy, copy đường dẫn này đi, copy thử cái này xem nào. Được rồi ạ. Ok. Đấy xong rồi còn nhớ bài trước không? Có. Xem trên cái giao diện đấy để mình làm cái database. Vâng. Vâng. Ngày mai tôi sẽ review đấy nhá. Vâng. Ok. Tần Minh Hiếu. Rồi, tiếp theo. Nguyễn Minh Đức đâu rồi, có không? Nguyễn Minh Đức không có đây à? Cái gì ông Nguyễn Minh Đức, Quốc Tuấn, Nguyễn Minh Đức thầy ơi là nhỉ? Xe đi Đức ơi. Cái gì? Đây thằng này này. Thằng Minh Nguyễn Đức kìa này. Nhìn cái màn hình tôi không nhỉ? Có ạ. Đây thằng này, thằng nào? Đây. Thầy. Chưa. Giờ mới thấy. Em mới tìm được, em đang vẽ giao diện. Đâu, đúng rồi à? Đây. Đó. Cái này giống cái của thằng ấy vừa rồi định tải đấy nhỉ? Đúng không? Em đang vẽ giờ thì giao diện. Đúng rồi ạ, như nhau luôn. Thế vậy thì hai thằng làm việc với nhau nhá. Tôi chấp nhận cho các ông ở trong giai đoạn thiết kế này giống nhau. Được không? Vâng. Nhá. Ông làm việc cùng với lại thằng Trần Minh Hiếu. Nếu mà trong trường hợp Hiếu dùng cái team này
Hiểu rồi. Vâng, đây ạ. Có dùng cái team rồi không? Hay em đang xem giao diện xem như nào sẽ được có dễ hay là kiểu các chi tiết như nào đã có bao nhiêu nào đã. Thế vậy thì hai thằng bàn nhau nhá. Vâng vâng. Nếu mà không đồng ý dùng cái đấy thì em phải vâng. Được chưa? Vâng vâng. Ok. Này là thằng Nguyễn Minh Đức à? Đức Minh ạ. Đức Minh. Ok. Tiếp tục tìm nạn nhân tiếp theo. Nguyễn Công Nga không đang theo danh sách rồi. Cherry Nga Nguyễn Công Nga cho màn hình nghi. Sao rồi? Nè thầy cho em tí ạ. Đâu nhỉ? Em đang chọn dâm đi ạ. Dâm là cái gì? Dâm với đục cái gì? Thêm, không phải dâm. Thêm dâm. Anh nghĩ đến tình dục này. Ai dạy mày tiếng Anh đấy hả 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 Nga? Đâu cái nào? Chọn cái team nào? Nãy em chọn được cái này rồi nhưng mà giống bạn kia quá rồi. Chứ chọn cái khác. Chọn cái team khác đi nào. Đó, đây ạ. Làm sao mà chốt được cái team của tôi thật sớm, sớm càng sớm càng tốt. Bắt đầu làm DB đi. Chứ không 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 kịp thời gian đâu. Hai cái đơm thôi nhỉ? Một cái xấu quá. Tôi có nhìn thấy cái deck gì đâu mà được hay không? Làm gì đấy? Chọn cái khác đi. Đấy, Avara đây, xem có được không? Tắt cái frame đi xem nào. Kéo xuống đây nào. Chọn cái classic menu and slider cái này. Đấy. Teamclub.com. Mạng nhà ông chậm ông lại kêu nó chậm. Đấy đấy ạ. Cao vương à. Ôi, có cả món ăn à. À đâu đây là dịch vụ. Những cái này là cái dịch vụ của nó đấy, cái service đấy. Úi giời. Được đấy, tải thử thế nào, tải thử xem có tải không. Copy đến cái đoạn Avara thôi, bỏ cái đoạn index đi.
Ớt với là Avara, ném vào đấy Avara vào đấy. Dự dự cái gì mà dự. Đây vào, next. Được rồi, tải được đấy. Rồi, làm DB đi. Vâng. Nguyễn Công Nga. Rồi, nạn nhân tiếp theo. Nguyễn Đăng Trung. Đâu rồi, Đăng Trung rồi. Đấy, vừa nó chat ở đây rồi. Xem màn hình đi cu. Đâu, dùng cái nào. Kéo xuống à. Thôi, kéo được rồi. Kéo được rồi, nhìn này không được rồi ông ơi. Ông Trung ơi, cái team vừa rồi không dùng được đâu nha. Cái team vừa rồi là cho trang booking, tức là nó book ở nhiều cái khách sạn khác nhau ấy, nó không phải là cái chủ đề này đâu. Tắt cái trang kia đi, tắt cái travel agency kia đi, nó là cái chủ đề khác đấy. Kích vào HTML đấy, chọn đi hotel. Cái lock stay như thế nào, vừa kéo qua ấy. Nó có một cái lock stay lotus đấy, đấy đấy, bấm vào preview luôn đi. Ua. Cái gì này, kéo lên trên này xem có phần đặt chỗ không. Book 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 your stay. Tích vào một phòng nào. Chọn check available đi. Rồi. Select this room, chọn bừa lên một cái. Book now. Nó chỉ có thế thôi, cũng được. Nhưng mà cái này tôi thấy nó hơi phức tạp một tí, không biết là ông có làm được không. Chọn cái team khác đi nào. Alpha Hotel này. Vậy đều. Đấy, nếu thích cái này thì tải thử đi. Còn không đâu, phải chọn cho tôi một cái theme. Alpha Hotel. Rồi, đấy đi.
Rồi làm DB đi nhá. Rồi thằng nào nhỉ? Nguyễn Đăng Trung. Rồi. Thế thầy xem game với team đấy ơi. Em là thằng nào? Phòng học chuẩn ạ. Đâu? Đây để em xem mình. Thấy chưa thầy? Từ từ chờ đi, chờ đi. Rồi cho mình. Rồi xem nào. Đây à. Kéo dưới nào. Ô ô ô, kéo 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 lên tí. Nó có cái gì ấy? Chữ nó nữa đi, lên nữa đi. Đấy. Đấy không phải. Kéo lên trên gần gần ngay dưới cái slide ấy. Cái này cũng đẹp ấy. Này cửa này thầy. Ngay lên trên đi, lên trên đi. Đây. Nữa lên. Nữa. Đây này, cái này này. Cái này là cái gì đây? Bấm vào một cái ảnh thế nào. Không ấn được thầy. Cái này là cái gì nhỉ? Giới thiệu service của nó rồi. Hình như là cái service của bọn này. Vâng. Ok, dùng cái này đi cũng được. Vâng. Được rồi, là Phạm Ngọc Chuẩn đúng không? Vâng ạ. Gì đây? Cái chat của em ấy. Ừ đã. Còn có mấy đứa rồi thì để tôi xem lần lượt. Hồng Quân rồi này. Nguyễn Hồng Quân. Nguyễn Hồng Quân rồi này. Đây rồi, đến Nguyễn Huy Hoàng rồi, đỡ phải kêu gào. Xe đi Hoàng ơi. Vâng, thầy đợi em tí. Đây
không quá phải 9 giờ thôi nhá. Ừ. Thế ba thì thoải mái anh ơi. Thế là như này. Cái bảng này là như nào hả, hả Hoàng ơi? Ấy, cho em nói nhầm hay sao ấy? Cho em nói nhầm hay sao ấy? Tức là cái thư viện ảnh đấy, bảng đấy thư viện ảnh này dành cho cả service à? Vâng, dành cho tất cả các thứ. Không có trạng thái của booking à? Thôi thứ ba. Em sẽ thấy ở đây nha, nó không có cái room nào là nó không có cái thai đâu. Em nhìn thấy không? Nó không có cái này biến em thấy nó kiểu cái special spa jungle view ấy, mấy cái đấy em tưởng là loại mà đấy. Không phải, không phải loại đâu. Là tên phòng đấy. Tên luôn. Ừ. Ở trong này nó không chia thai. Em bỏ này đi. Này, em nhớ một vài cái thông tin của nó, ví dụ như ở trong này nhá, em nhìn này vào chi tiết phòng đi. Vào chi tiết phòng đi. Em nhìn ở đây cái đống này ok em xử lý xong rồi nhá. Vâng. Nhưng cái này thì sao? À, em không biết nó gọi là cái gì. Nó sẽ là ba cái cột ở trong cái bảng của room của em. Được chưa? View facilities chat. Lôi luôn cái tên đấy vào. Được chưa? Chưa tính nó còn có số lượng này. Số lượng phòng. Đúng chưa? Để khi người ta tìm nó phải dựa vào cái số lượng thông tin của phòng này, ra những cái phòng nào vừa với số lượng người đấy. Đúng chưa? Em chưa có nó tìm mà. Vâng.
Rồi ok, còn lại thì ok rồi. Úi giời, cái này sai này. Thằng ai viết cái này bây giờ? Cái này người ta sẽ để một cột ở đây là một cột đây là post ID. Post ID như này. Chẳng ai để như này đâu nha em nhá. Không phải không như chim lợn mà không cần người comment là thành auto là đang làm à vâng cần quá thì à đúng rồi từ thầy thế ở cái post đã có auto ID mà auto ID của em nối vào bên nhận server thì không cần phải nối sang người comment phải đi anh. À, à, rồi. Khi nào là người comment còn author là tác giả của cái bài đấy chứ. Không em nhầm. Comment ID. Ai dạy về cái này đây? Này em bị lộn thành bài nhiều nhiều em chưa xóa. 4 y á. Rồi ok nhá. Rồi. Người tiếp theo. Nguyễn Thiện Tâm. Ok, không tôi sẽ dừng lại ở đây để buổi sau chúng ta sẽ tiến hành review tiếp trong buổi ngày hôm nay và buổi ngày mai. Đang dừng là Thiện Tâm nhá. Vâng. Thấy xem của em đi thầy. Hả? Xem của em đi thầy. Em là thằng nào? Đức Hoàng ạ. Được rồi, anh để buổi sau đến nó đen rồi. Rồi đang đi. Cái thiết kế giao diện vẫn làm tiếp à hay là tạm thời mình chọn cái giao diện lại, mình code đi, code dần đi. Em đang chọn cái template. Thiết kế database các thứ rồi thì ấy đi. Còn thiết kế giao diện này về phần tài liệu thì làm sao cũng được. Rồi. Ai muốn review nữa đây? Đức Hoàng cái gì? Đức Hoàng share đi em ơi. Đây thầy ạ. Vẫn sô chi. Vâng, vẫn sô chi ạ. Thằng Huy Hoàng này nhá, liệu hồn nhá, kỳ trước tôi blog trước tôi thấy mấy thằng làm Laravel nát lắm. Ok, đồng ý cho phép ông làm Laravel nhưng mà làm đã làm thì phải làm nó đúng chuẩn Laravel chứ đừng có làm vớ va vẩn ăn đập đấy. Đến lúc đấy điểm thấp tự chịu. Nói trước. Để xem nào, từ từ đã hoàn ngay. Xem nào, role này. Role user. Rồi. Cái role này sao mày cứ kéo làm gì đấy Hoàng? Vâng. Nguyên rồi này. Name, pass, role ID, avatar, hết gender, address. Làm gì đấy? Gallery, group gallery. Cái group gallery làm gì? Thì ở bên nó có đây Cbiz Mountain Resort nè. Rồi ok, thế này cũng được. Book room. User ID, room ID. Deposit date. Deposit money. Start and sum try and try. Room. Ở trong cái booking room không có trạng thái à? À vâng, quên. Room ID này, name, map. Sao trong room lại có map là như nào? Đó hoa. Tại vì nó cái resort đi thầy thì rồi, trong cái nhà nào thì phải có map để mà chỉ vào cái nhà đấy, như kiểu cái nhà đây. Đâu đây ở dưới nó có map đây thế
vãi. Tốt nhất là bỏ cái map ấy đi. Vâng. Làm đấy mệt lắm. Bỏ đi. Anh nhá. Xóa gì đấy? Cái amenity là cái gì kìa? Nó là những cái tiện ích của nó ấy thầy. Như ở đây ạ, tiện ích ạ. Thế vậy tiện ích đấy là phải là quan hệ nhiều nhiều với lại phòng chứ. À vâng. Đúng nhỉ? Thế là phải thêm một bảng nữa. Đúng rồi, thêm một bảng nữa. Rồi kéo lên trên đi xem nào. Tí nữa thêm vào. Ở đâu ấy? Rồi ok nhá. À, vâng. Ok, để tôi điểm danh phát đã. Vâng. Mạnh Cần này, không đi đúng không? Lê Trung Dũng, review rồi này. Lò Quang Huy. Lò Quang Huy có không? Trường Giang, Vũ Trường Giang. Nông Tiến Dũng. Không có luôn. Nguyễn Quốc Tuấn. Hồ Thích Huy. Hồ Thích Huy. Nguyễn Văn Quân. Phạm Ngọc Đức. Ok. Bế Văn Duy. Bế Văn Duy. Trần Hữu Tùng. Đấy, thế Tùng nó thấp thò đây cơ mà. Nguyễn Anh Tuấn. Nguyễn Anh Tuấn. Lê Danh Toàn. Trần Văn Huy. Nguyễn Thị Quỳnh Trang. Không có luôn. Vũ Đình Hoàng. Vũ Đình Hoàng. Phương Công Dương. Nguyễn Trường Mạnh. Nguyễn Trường Mạnh. Nguyễn Thiện Tâm ok. Nguyễn Tự Biên. Tự Biên. Rồi. Lê Trường Giang. À chứ rồi. Trường Giang. Thanh Tùng. Nguyễn Thanh Tùng. Không có này. Nguyễn Văn Nam. Văn Nam có không? Nguyễn Đức Hoàng ok này. Nguyễn Ngọc Nam. Nên vẫn nhiều nhỉ? Và những bạn sau này, Mạnh Cần này, Trung, và không phải, Quang Huy này, Vũ Trường Giang này, Nông Tiến Dũng này, Hồ Thích Huy này, Nguyễn Ngọc Nam này, đến lúc điểm danh mới vào, kinh thần. À, Nguyễn Anh Tuấn này, Trần Văn Huy này, Phạm Thị Quỳnh Trang này, Vũ Đình Hoàng này, Phương Công Dương, Lê Trường Giang, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Ngọc Nam. Có bạn nào có mặt mà không được điểm danh không? Rồi ok, hôm nay vậy thôi nha. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai tôi sẽ review tiếp. Cũng như là chuẩn bị yêu cầu các bạn phải show code rồi đấy, nên là liệu liệu mà làm đi nha. Vâng. Ok. Chúng ta vậy thôi. Chào thầy.